Vào chiều nay 17 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường, đốc thúc thi công dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 dài trên 117 km qua hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Riêng đoạn qua Đắk Lắk khoảng 84,8 km với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần, tương ứng 3 đoạn. Theo tiến độ dự án hoàn thành cơ bản một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Kiểm tra đoạn qua xã Hòa Đông, huyện Krông Park, Thủ tướng đặc biệt bày tỏ ấn tượng trước việc đội ngũ cán bộ, kỹ sư đã thắng mưa để thi công công trình. Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu phải tạo điều kiện cho các nhà thầu địa phương trưởng thành, cùng với đó là huy động lực lượng quân đội, huy động sức dân tham gia hỗ trợ thi công dự án. Nhân dân địa phương rất mừng khi có công trình này đi qua, làm đổi thay cuộc sống, lưu thông hàng hóa tốt hơn. Thủ tướng đề nghị nhà thầu thi công và bà con cùng chia sẻ vì đây là công trình kết nối hai vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Công trình hoàn thành sớm ngày nào, người dân sẽ được hưởng lợi sớm ngày đó. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ có thêm điều kiện phát triển. Thị sát km 105 trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Park, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi thấy thi công trên công trường, chỉ đạo nghiên cứu nắn tuyến thẳng nhất có thể, bố trí hợp lý các nút giao, đánh giá chia dự án thành 3 dự án thành phần là hợp lý. Hoan nghênh tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên làm chủ dự án tuyến đường cao tốc nhưng đã nỗ lực rất lớn. Đến nay tuyến cao tốc đã có hình hài rõ nét. Những việc còn lại, Thủ tướng chỉ đạo phải nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó cả hệ thống chính trị vào cuộc, Bí thư tỉnh ủy phải tích cực vào cuộc chỉ đạo, huy động vận động người dân phải di dời các công trình kỹ thuật như cột điện giao chéo tuyến cao tốc, giao EVN, công ty điện lực Đắk Lắk phải giải quyết tốt việc này. Thủ tướng yêu cầu có mặt bằng rồi thì phải tăng cường làm, vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió, nỗ lực vượt mọi khó khăn về thời tiết, tăng tốc thi công. Thủ tướng đề nghị huy động quân khu 5, lực lượng công an, nhân dân địa phương vào hỗ trợ công trình ở những phần việc có thể làm được, với tinh thần đã ra quân là chiến thắng. Huy động thêm nhà thầu địa phương tham gia các gói thầu để các doanh nghiệp Tây Nguyên lớn mạnh, tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế bụi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Tỉnh Đắk Lắk làm có bài bản, cố gắng xây dựng lại đường găng tiến độ. Phấn đấu trong năm 2025, xong đoạn tuyến cao tốc này và lưu ý không được chia nhỏ các gói thầu. Cũng trong chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk, tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Ân cần nói chuyện hỏi thăm cán bộ chiến sĩ Công an huyện Krông Park, Thủ tướng nhấn mạnh Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Do đó, mong cán bộ chiến sĩ Công an huyện Krông Park nói riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung, cần nhận thức rõ vị trí vai trò quan trọng này. Phải có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, coi trọng nhiệm vụ quốc phòng an ninh là trọng yếu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Quá trình này cần coi trọng sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Thủ tướng mong cán bộ, chiến sĩ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng ứng phó tình hình, xây dựng cơ sở vật chất vững chắc, bám dân, gần dân, làm tốt công tác dân vận. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung, Công an huyện Krông Park nói riêng. Thủ tướng mong lực lượng Công an phát huy truyền thống hào hùng, nỗ lực phấn đấu, tận tụy phục vụ nhân dân, bám cơ sở, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, an toàn và an dân. Hôm nay, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã thăm và tặng quà tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn công tác của Quốc hội đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Rông, hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Đắk Rông 200 triệu đồng. Phát biểu tại lễ trao quà, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12, đặt vòng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành cổ Quảng Trị.
Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Thời gian qua, truyền hình nhân dân nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan đến việc huy động vốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án khu đô thị mới Đại Kim định công mở rộng trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Dự án này được công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà tự nhận là chủ đầu tư và đã tiến hành giao dịch hơn chục năm qua. Năm 2021, qua nhiều quảng cáo, chị Hạnh quyết định bỏ ra gần 13 tỷ đồng mua một lô đất được giới thiệu là dự án khu đô thị mới Đại Kim định công mở rộng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà là chủ đầu tư. Việc mua bán được hợp thức hóa bằng hợp đồng hợp tác đầu tư. Website thì nêu rõ là dự án Đại Kim định công mở rộng thì đã có giấy chứng nhận đầu tư, có chấp thuận chủ trương đầu tư, có quyết định mà giao đất và có bản đồ 1/500. Và sau khi tôi xem xét thì tôi thấy cái tính pháp lý nó rất là đầy đủ, nên là chúng tôi cũng yên tâm. Theo nhiều khách hàng, công ty Hoàng Hà đã tiến hành giao bán các lô đất quảng cáo là dự án khu đô thị mới Đại Kim định công mở rộng một cách rầm rộ từ hơn chục năm trước. Nhưng anh Tuyển đã đầu tư gần 2 tỷ đồng từ năm 2010 dưới hình thức hợp đồng vay vốn. Nhiều người mua rồi và tính công ty thì ở ngay sát nhà mình, ngay cạnh nhà mình, cách đấy khoảng 100 mét. Thì mình cũng ở khu Đại Kim. Công ty rất là lớn, rất là nhiều nhân viên làm việc ở trong. Này đấy có các cái tên biển quảng cáo treo, mình rất là tin. Tôi đến tôi tìm hiểu và thấy thông tin đại chúng, những cái bản đồ, rồi chia lô bán nền nó giao đến hàng chục năm nay rồi. Thế thì bao nhiêu người mua, hàng nghìn người như tôi mua, chứ tôi mua vào dạng cũng là vào dạng sau. Họ có hứa với tôi là trong vòng 1-2 năm thì lấy được đất, nhưng hiện nay là 6 năm rồi. Sau gần 20 năm, khu đất được quảng cáo là dự án chỉ là những bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, nơi thì nhà xưởng mọc lên san sát. Lúc này người dân mới tá hỏa. Ra khu đất thì người dân bảo là ở đây chẳng có dự án nào cả, đây là đất ruộng của tôi, nên là tôi càng nghi ngờ hơn. Sau đó tôi đi quanh cái khu đấy hỏi thì mọi người nói là cái công ty này nó không đưa có đất đâu, nó đang lừa chị đấy. Thế nên là sau đó thì tôi đã làm đơn đến các cơ quan chức năng, sở xây dựng, sở quan đầu tư, ban quản lý dự án thì đã trả lời tôi rằng là cái dự án này chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa được cấp phép, chưa được giao đất. Và tất cả những cái hành vi mà ông Hoàng Văn Lâm của công ty Hoàng Hà đã đưa thông tin gian dối để tôi tin tưởng rằng cái dự án này là có thật, là đã được cấp phép, đã được bàn giao. Hiện tại bây giờ không có liên hệ được. Tôi không liên hệ đối với cơ điều cả hạn. Từ sở thì họ chuyển đi, vì mình không biết nào, đâu. Xuyên thoại thì gọi, nên không nên diễn đạt được. Theo phản ánh, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn đang tiếp tục bán dự án thông qua các sàn bất động sản dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư. Có sàn bán đến hơn 500 lô đất. Nếu thông tin trên là thật thì đã có rất nhiều khách hàng tham gia với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng. Nguyên do vì đâu người dân chưa được nhận đất? Đây liệu có phải là dự án ma? Được biết từ năm 2023, Thanh tra các bộ Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết những kiến nghị tố cáo của công dân nhưng chưa có kết quả. Để xác minh làm rõ sự việc, truyền hình Nhân dân đã có công văn gửi các đơn vị có liên quan. Khi có kết quả làm việc, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn.